Canada 1959 1963. Mặt đáy 1950 này. Cái này thì trong tình trạng chưa sử dụng nhưng mà có xước và bảo quản. Đấy, anh em nhìn kỹ nhé. Đốt có xước ít à. Giờ mở ra mở vô thôi. Ruột cùng giai đoạn luôn, một mạch chữ để gà là lúa ruột Canada luôn nhé. Canada thì ngưng sản xuất rồi cho nên những cái mẫu Canada thì hiện tại thì giá nó sẽ đắt hơn những mẫu mà của Mỹ, thì giá trị sưu tầm nó sẽ cao hơn. Đấy, anh em yêu thích thì cứ bấm vào đầu trang, nhấn cái bên em. Cảm ơn anh em nhé.